Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về phương pháp giúp phòng ngừa căn bệnh đột quỵ, một trong những căn bệnh nguy hiểm hiện nay. Thưa các bạn, theo số liệu thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng hơn 200.000 người mắc phải căn bệnh đột quỵ. Trong đó thì có gần 100.000 người tử vong sau khi mắc phải đột quỵ. Và điều đó đồng nghĩa với việc là số nửa còn lại thì phải sống với những di chứng. ở Chẳng hạn như là đi đứng không được vững vàng, nói ngọng hay thậm chí là phản ứng chậm. Chính vì vậy, việc làm như thế nào để phòng ngừa được căn bệnh này là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và không chỉ mình Kiều anh. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm An Cung Ngưu Tổ Kén Hàn Quốc Một trong những dòng sản phẩm đứng đầu trên thị trường về khả năng phòng ngừa căn bệnh đột quỵ Cũng như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Hàn Quốc là một trong những sản phẩm xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc Và đây là một trong những sản phẩm đã được chứng minh là có khả năng là ngăn ngừa đột quỵ Ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch à, hay là huyết áp cao À, và sản phẩm này thì được bào chế từ 22 loại dược liệu và được bào chế theo công thức của người Hàn Quốc và chính vì vậy trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm này mang lại hiệu quả rất là cao và tại Hàn Quốc thì sản phẩm này đã được Bộ Y tế chứng minh là an toàn cũng như là có hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thế nên là khi dùng sản phẩm này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Và điều quan trọng là theo nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc, thực hiện trên người sử dụng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén của Hàn Quốc này, thì cho thấy hơn 5.000 người sử dụng sản phẩm này thì có sức khỏe tốt hơn, đồng thời là các triệu chứng về bệnh về tim hay là đột quỵ giảm hơn so với những người không dùng sản phẩm. Và với liệu trình đó chính là những người dùng sản phẩm này sẽ dùng một năm tương đương với 6 hộp trên một năm. Thế nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Những nguy cơ dẫn đến đột quỵ có thể kể đến như là việc cao huyết áp, béo phì, hút thuốc, mỡ máu hay là một số vấn đề khác về tim mạch. Và nếu như bạn thấy rằng mình đang có những triệu chứng như Kiều Oanh vừa kể trên thì việc sử dụng ăn cung ngưu tổ kén Hàn Quốc là một trong những biện pháp mà chúng ta không thể bỏ qua và mọi người thì thường hỏi kiểu anh rằng là với sản phẩm an cung ngưu tổ kén như thế này thì nó có tác dụng như thế nào để phòng chống đột quỵ thì kiểu anh xin được giải thích rằng an cung ngưu tổ kén quang đông chính hãng giúp ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não, xuất huyết não, phục hồi hệ thần kinh chức năng cho bệnh nhân mới và những bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não lâu ngày. An cung ngưu tổ kén quang đông còn có tác dụng giúp hỗ trợ chữa trị các chứng đột quỵ như cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp khó, tinh thần bất an đau co giật cấp và mãn tính, rối loạn thần kinh thực vật và bất tỉnh nhân sự. Và bên cạnh đó thì những người thường xuyên lao động trí óc nặng nhọc hay những người có chịu áp lực về thần kinh hay chúng ta thường mệt mỏi stress thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này như một liệu pháp ngăn ngừa đột quỵ cũng như là hỗ trợ giải tỏa áp lực lên thần kinh của chúng ta và như các bạn có thể thấy dòng sản phẩm an cung ngưu hoàng hoàn Tố kén này với thiết kế khá là nhỏ gọn thế nên là khi chúng ta có đi công tác xa thì chúng ta có thể mang theo sản phẩm này bên mình và như các bạn có thể thấy với dòng sản phẩm chính hãng khi chúng ta mở nắp ra viên an cung ngưu hoàng hoàn bên trong nó sẽ có màu vàng như thế này ạ đây và với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng theo liệu trình mà bác sĩ kê cho. Đồng thời là trong quá trình dùng thì các bạn hãy nhớ giúp cho Kiều Anh rằng chúng ta nên có một chế độ ăn uống tập luyện phù hợp và ngoài ra nữa là khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta hãy kiên trì sử dụng liệu trình trong vòng 1 năm thì Kiều Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ đẩy lùi được những triệu chứng cũng như là căn bệnh đột quỵ. Với sản phẩm An Cung Ngưu Tổ Kén Hàn Quốc này, nếu như các bạn đang có những dấu hiệu đột quỵ mà chúng ta muốn phòng chống căn bệnh này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều anh là chúng ta sẽ dùng theo liều phòng ngừa, đó chính là mỗi tháng chúng ta chỉ sử dụng một viên như thế này thôi. Còn đối với những người mà chúng ta đã bị đột quỵ rồi hay tai biến mạch máu não thì chúng ta sẽ có những phương pháp có những liệu trình riêng để dùng. Mỗi ngày dùng một viên An Cung Ngưu Tổ Kén Quang Đông chính hãng kết hợp với bài tập bổ trợ và chế độ phù hợp về dinh dưỡng mỗi một đợt điều trị sẽ dùng 5 đến 10 hộp an cung ngưu tổ kén, tùy theo mức độ nặng nhẹ của đột quỵ tai biến mạch máu não gây ra. Ngoài ra cũng có thể dùng an cung Hàn Quốc đối với người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não hay tiền mãn kinh. Đối với người lớn trên 30 tuổi thì mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng một viên như trên tay Kiều Anh đây. Còn đối với những người từ 8 đến 15 tuổi, mỗi lần chúng ta chỉ dùng 2 phần 3 viên này thôi. Và với sản phẩm an cung ngưu tổ kén như trên tay Kiều Anh đây thì sẽ chống chỉ định không dùng cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai hay cho con bú. Và với dòng sản phẩm an cung ngưu tổ kén này, nếu như chúng ta vừa sử dụng kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện thể dục, thể thao lành mạnh, thì Kiều Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ đẩy lùi được căn bệnh huyết áp. Và để mua được dòng sản phẩm chính hãng thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 428 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm An Cung Ngưu Tổ Kén đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về An Cung lưu Hoàng Hoàn tổ kén đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.